Nói đến sự nghiệp trồng người là nói đến việc giáo dục văn hóa tri thức cũng như nhân phẩm để lớp trẻ trở thành những công dân có ích. Thế nhưng, đối với những cán bộ của các trường giáo dưỡng, sự nghiệp trồng người càng gian nan, vất vả gấp bội, bởi học sinh của các thầy cô là những đối tượng vô cùng đặc biệt. Đây là hình ảnh một lớp học văn hóa của các em học sinh trường giáo dưỡng số 4 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an, đóng tại xã An Phước, huyện Long Thành. Các em học sinh ở đây đều là những đối tượng đặc biệt, hầu hết đều là những trẻ chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng do không được định hướng đúng đắn nên đã lầm lỗi. Do đó, công việc của các cán bộ giáo dưỡng, những người thầy, người cô trong chiếc áo lính không đơn giản là giáo dục các em về kiến thức, văn hóa, mà còn uốn nắn nhân cách đạo đức, hướng các em đi con đường đúng đắn. Thầy cô dạy về kỹ năng sống, là về cách tiếp xúc với gia đình, cách tiếp xúc với bạn bè, cách giao tiếp với mọi người làm sao cho đúng đắn hơn. Và em suy nghĩ là sau này em về em sẽ tiếp tục đi học và lấy bằng và xin vô một trường nào đó để học tiếp hơn. Để có thể cảm hóa được những học sinh đặc biệt này, người thầy không chỉ là những chiến sĩ có kỷ luật cao, nắm vững nhiệm vụ sư phạm, mà còn phải trau dồi những kiến thức về tâm lý thanh thiếu niên và cần nhất là chữ tâm. Theo quy định, các em học sinh ở đây sẽ được chia thành các đội nhỏ, khoảng 15 đến 20 em, và mỗi một đội sẽ do một giáo viên chủ nhiệm quản lý. Giáo viên chủ nhiệm sẽ chăm lo cho các em tất cả mọi sinh hoạt, từ bữa ăn giấc ngủ, lắng nghe chia sẻ tâm tư tình cảm, trở thành người cha người mẹ thứ hai của các em trong suốt thời gian các em học tập tại trường. Như chúng tôi cũng thường nói, tức là cái môi trường của chúng tôi là cái người giáo dục lại, bởi vì các em ở ngoài cũng đã được đi học, được gia đình chăm sóc, được gia đình nuôi dưỡng. Nếu như vào trường thì với cái lứa tuổi cũng như là cái nhân cách của các em nó là chưa hoàn thiện, thế thì trước hết thì mình phải đứng trên cái vai trò trách nhiệm của một người cha, người mẹ của các em, giáo dục và quản lý các em cả về thể chất, cả về tinh thần, cả về mọi cái hoạt động trong ngày. Bên cạnh việc giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô ở trường còn dạy các em học nghề như sửa xe, may mặc, hàn tiện nhằm tạo cho các em vốn nghề để có thể có được công ăn việc làm ổn định, trở thành những công dân có ích cho xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, các em còn được học về giá trị của lao động khi tham gia những công việc rất đơn giản như tưới rau, nuôi gà, gia công bao bì. Sau học tập và lao động, các em được vui đùa sảng khoái với các hoạt động văn nghệ thể thao. Khi ấy, các cán bộ quản giáo không còn là những người thầy nghiêm nghị nữa, mà trở thành những người bạn cùng các em hòa mình vào không khí sôi nổi của những hoạt động tập thể. Một điều tâm đắc cũng như một điều khát niềm khát khao của một không của riêng tôi và tất cả cán bộ chiến sĩ ở cái nhà trường này đều rất khát khao, mong làm sao đó khi các em trở về trường, về gia đình và tái hòa nhập cộng đồng, các em có một công việc ổn định và được xã hội và gia đình đón nhận một cách hết sức là thân thiện và xóa đi những cái mặc cảm của các em. Đó là một cái điều mà chúng tôi với tất cả các thầy cô ở trường giáo dưỡng đều rất mong muốn. Khi các em về hoàn lương, ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, chấp hành tốt pháp luật, đó là một điều mà phải nói là trong tất cả cái sự nghiệp của chúng tôi, tất cả cán bộ chiến sĩ chúng tôi đều mong mỏi nhất. Cũng như bất cứ người thầy nào, được nhìn thấy học sinh thành tài là niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy. Tuy nhiên, đối với những người thầy mang quân hàm ở trường giáo dưỡng, niềm vui, mong muốn và không gì tự hào hơn là được nhìn thấy những học sinh của mình sớm tái hòa nhập với cộng đồng, bỏ lại sau lưng quá khứ lầm lỗi, trở thành những công dân lương thiện,